quý vị, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào trưa 7 tháng 7 tại giao lộ Hùng Vương, Trần Phú, ngay chợ hàng quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đã khiến một người chết và hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 7, ô tô bán tải mang biển số 51C47963 do bà Đỗ Thị Bảy, 45 tuổi, ngụ quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng điều khiển, lưu thông trên đường Hùng Vương hướng từ sông Hàn vào trung tâm thành phố Đà Nẵng. Đến giao lộ với Trần Phú, ô tô bán tải đã va quẹt với ô tô 4 chỗ mang biển số 43A05922 do một thanh niên tên Chí, ngụ quận Hải Châu điều khiển. Sau đó, xe bán tải tiếp tục tông vào hai xe máy. Một xe máy mang biển số 43H25142 do ông Đặng Xuân Nam, 64 tuổi, điều khiển, chở theo một người phụ nữ, xe máy còn lại mang biển số 92E100121 do một người phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển. Sau đó, ô tô bán tải leo lên vỉa hè, đâm vào trụ điện mới dừng lại. Hậu quả, ông Nam chết tại chỗ, hai người phụ nữ bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.